Chào mọi người nha, đây là Misaki Joe nha. Chào mọi người nha, đây là cành cây chiết bên mình nha. Đây là cành cây chiết đấy nha. Đây là cành một chiết, một cái cành cây hồng đào cổ. Và chiều cao của nó rất là, nó rơi vào khoảng tầm mét, mét rưỡi mọi người nha. Đây là bộ rễ này. Mọi người có thể nhìn thấy bộ rễ của nó trắng rồi và rất là khỏe. Bây giờ khi mà bộ rễ được như này thì chúng ta sẽ đánh ra và cắt tách từ cây mẹ ra và trồng cành chiết luôn nhé, để đảm bảo cây giống. Mọi người nhìn thấy chưa, cây giống cực kỳ là đảm bảo, và trên cây giống thì nó đã phát triển những cái mầm ánh ngọn nó rất là mập. Như vậy thì cái cành cây giống của chúng ta đảm bảo mọi người nhé. Đây là cành chiết, cành chiết hồng đào cổ nhé. Đó, đây cũng là một cành hồng đào cổ nhá. Đây là hồng đào cổ, nhưng cái cành này là cành nhỏ hơn. Đây là cành chiết hoa hồng Jubilee mọi người nhá. Cành chiết hoa hồng Jubilee, mọi người xem bộ rễ của nó này, trắng và khỏe. Như này chúng ta sẽ tách ra và trồng được rồi. Đây là hồng đào nhá. Hồng đào thì cái cành chiết này của mình rơi vào mét rưỡi nhá, tạo thân chi được. Đây là những cái dòng cành chiết mình chiết với cái chiều cao cây từ 1 mét đến mét rưỡi, có thể tạo thành thân chi để đơn cây giống đi xa mọi người nhé. Chúc em nó về nơi mới sai hoa và phát triển tốt nhé, gồm có hoa hồng tường vi và hoa hồng đào cổ nhé. Đây là đào cổ mọi người nhé, nhìn cái lá nó khác. Còn đây là tường vi này, đây là mặt hoa hồng tường vi mọi người nhé. Mọi người có thể quan sát mặt hoa, form hoa cực kỳ là đẹp. Hoa tường vi thì rất là thơm và sai hoa. Tiếp đến đây là mặt hoa của hoa hồng ngoại William Shakespeare, viết tắt là WS2000 mọi người ạ. Kế đến đây là mặt hoa của hoa hồng Misaki Joe nhé. Hoa hồng ngoại, một trong những loài hoa cực kỳ là sai hoa, form hoa đẹp và độ lập hoa tốt. Đây là bạn Jubilee nhá, được ví gọi là hoa hồng, dòng hoa hồng sen cạn. Jubilee thì form hoa rất là hay và mùi rất là thơm mọi người nhé, cực kỳ quyến rũ khi mà nhìn các em đó ở ngoài. Còn đây là mặt của hoa hồng đào, đào cổ mọi người nhé, cực kỳ là thơm và form cánh nhẹ nhàng.